cùng theo dõi chương trình Giao lộ thời gian. Thưa quý vị, thời gian có thể qua đi, duy chỉ có tình yêu và những bản tình ca sẽ ở lại. Chúng tôi tin rằng giao lộ thời gian đêm nay sẽ là một không gian hết sức đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng thăng hoa với âm nhạc và những bữa tiệc đầy màu sắc này trong sự kết hợp giữa nữ nghệ sĩ, ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ Mỹ Linh. Con chim ở đầu cành tre, con cá ở chợ, trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tối nay ở chợ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ý a, ý a, ý a. Dương kia ở đậu miền xa, con gió ở chợ bao la đất trời. Miền xa ý a, trời đất ý a. Nhân gian về chợ nhiều nơi bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Ý a, ý a, ý a. Con trăng đang nằm ngủ, con sông là quán trọ và trăng tên láng xu. Em đi qua chuyến đò, ôi à con trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò, ôi à trăng này đã già. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Qua chuyện đó là nghe con sông nằm kề. Chàng ơi chàng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Ý a, ý a, ý a. Ý a, ý a, ý a. Mỹ Linh xin chào mừng hai tiếng hát đặc biệt của làng nhạc Việt đang cùng đến với giao lộ thời gian. Dạ, thưa cô Khánh Ly, không biết là cảm xúc của cô như thế nào khi đến với một bữa tiệc âm nhạc mà nơi đó sự giao tha và hài hòa giữa hai thế hệ vô cùng quan trọng ạ? Tôi rất là hồi hộp. Tôi không có đủ tự tin để nghĩ là mình có thể đến đây đứng cạnh một tiếng hát được tất cả mọi người yêu mến.
tôi cũng yêu mến vậy. Thực sự đây là một niềm vui lớn của tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Được có sự nhận lời của danh ca Khánh Ly trong chương trình đặc biệt như thế này cũng là niềm hân hạnh của nhạc sĩ Dương Cầm ban nhạc, của tất cả anh em trong ekip và chắc chắn là với Diva Mỹ Linh, người đã đặc biệt tập luyện cho ngày hôm nay để có thể mang đến những khúc ca giao hòa cho quý vị khán giả. Chị cũng đang có rất nhiều những cảm xúc thăng trầm. Hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi được vinh hạnh hát với một giọng ca lớn của đất nước, đó là cô Khánh Ly. Thì tôi cũng như những lần trước, bao giờ hát với một giọng ca lớn thì mình có nhiều cảm xúc rất là hồi hộp, không biết rằng là khán giả sẽ đón nhận thế nào, rồi bản thân cô cũng sẽ đón nhận mình như thế nào. Và tôi mong rằng là ngày hôm nay thì trong cái chương trình giao lộ thời gian này, với cái ý nghĩa là cái sự giao thoa của các thế hệ khi mà có thể gặp gỡ để chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong nghề, rồi tôi rất là muốn được lắng nghe câu chuyện của cô Mai, bởi vì là ai cũng biết là cô Khánh Ly hát rất là tuyệt vời, nhưng câu chuyện của cô thì còn tuyệt vời hơn nữa. Thế là nên là tôi đang rất là mong chờ đến cái phần được trò chuyện với cô. Dạ thưa quý vị, chắc chắn là giao lộ thời gian ngày hôm nay sẽ có rất nhiều câu chuyện được kể, không chỉ là câu chuyện của âm nhạc, câu chuyện của chị Mỹ Linh hay câu chuyện của cô Mai, của danh ca Khánh Ly là hiện tượng đặc biệt của nền tân nhạc Việt Nam, và điều đặc biệt hơn là những bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm và các anh em trong ban nhạc cũng sẽ thay cho giao lộ thời gian kể rất nhiều những suy nghĩ và niệm suy về những thế hệ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng không có ranh giới của những cá tính âm nhạc khác nhau, không có ranh giới của các thế hệ, và chỉ có một điều là âm nhạc sẽ kể thay tất cả. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng đến với phần đổi hit của chương trình, và ca khúc đầu tiên cũng là ca khúc mà nhạc sĩ Trần Tiến đã viết cho bộ phim cùng tên vào năm 1993. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Tóc Gió Thôi Bay. Một người con gái nhớ quê xa vời vợi, dòng sông giấc mơ xưa, một thời thiếu nữ buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa, còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng, buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu. Tóc gió thôi bay những ngày thơ, tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thương người bên vườn, tình em như khúc sông quê nhà khao khát mãi con thuyền xa, tình em như sóng gào, tình em như sóng xô dạt trôi đến bên bờ có người thương nhớ. Hạnh phúc đợi chờ, tình yêu dẫu chia lìa, dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài trên mái tóc. Tóc gió thôi bay những ngày thơ. Thank you.
thuyền xa. Tình em như gió gào, tình em như sóng xô dạt trôi đến bên bờ có người thương nhớ. Hạnh phúc đợi chờ, tình yêu dẫu chia lìa, dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài trên mái tóc. Gió thôi bay những ngày thơ, đọc gió thôi bay những ngày thơ. Thưa cô Khánh Ly, chắc là đã lâu lắm rồi khán giả mới nghe một phiên bản của Tóc Gió Thôi Bay mới lạ như thế mà cũng tràn đầy tình cảm như vậy. Không biết là danh ca Mỹ Linh cảm nhận như thế nào về sáng tác này của nhạc sĩ Trần Tiến trong bản phối mới từ nhạc sĩ Dương Cầm. Hôm nay cũng đã từ rất là lâu Mỹ Linh mới được nghe lại bài hát Tóc Gió Thôi Bay. Bài này là mình đã thu âm cái khi còn chưa kết hôn, thế mà bây giờ thì con của mình cũng đã lấy chồng rồi, thế thì đến nên là nghe lại rất là nhớ cái thời xưa, nhất là khi mà nghe cái phiên bản của cô Khánh Ly nó rất là trầm, rất là dày và nó mang lại một cái cảm xúc rất là khác. Và cái cách mà cô Khánh Ly hát rất là kỹ lưỡng từng chữ để rõ lời cho người nghe, và cái cách mà cô để tâm hồn và từng chữ để muốn mang đến cho khán giả một cái câu chuyện nó rõ nét nhất. Linh cảm thấy rằng là phần biểu diễn của cô Ly, thứ nhất ấy, là nó rất là hay. Cái thứ hai ấy, là nó rất là sâu. Và cái thứ ba ấy, là đúng là không hổ danh một nữ danh ca. Bởi vì là bài hát này không phải là một bài hát dễ hát đâu. Nó cứ hơi dài liên tục. Và Linh nghĩ rằng là đến tuổi của cô Ly mà không chắc là Linh có hát được như một nửa của cô không. Đó, mà cô hát vẫn rất là quyến rũ, vẫn rất là sâu sắc và phải có đủ kỹ thuật mới có thể hát được một cái bài mới. Mới với cô ấy, chắc là cô cũng không có nhiều thời gian, để mình thường là một cái ca khúc mình phải hát đi hát lại nhiều lần lắm mình mới có thể ngấm rồi mới có thể tìm được một cái kiểu hát. Nhưng mà đưa vào tay cô Ly thì thứ nhất là cháu nghĩ là cô chọn cái bài hit này á của cháu á cũng là một cái lựa chọn mà cháu nghĩ là cô cũng có ý đồ cô nhỉ. Trước hết xin cảm ơn Mỹ Linh, cảm ơn em cho tôi được nói. Đây là một cái bài hát tôi rất thích, nhưng mà thật sự đó tôi không bao giờ dám hát cả, là bởi vì đã có người hát bài này quá hay rồi, tôi lập lại thì chỉ để cho người ta thấy cái dở của mình. Ở cái tuổi của tôi lại còn lập lại một cái bài hát của một người hát đã thành danh như Mỹ Linh, tôi rất là xấu hổ. Nhưng tại vì tôi yêu bài hát này, tôi không yêu ông Trần Tiến, tôi yêu bài hát này thôi, cho nên tôi cứ hát. Tại vì tôi quan niệm là tôi hát một khi tôi hát một ca khúc, không phải vì ca khúc đó đã thành danh với một tiếng hát khác, mà tôi hát cho cái cảm xúc của tôi, tôi hát cho trái tim của tôi. Cho nên tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi không nên hát, mặc dù tôi biết là mình không làm được cái điều đó đâu. Ở cái tuổi này gần 80 rồi, không ai dại dột mà làm cái điều đó, nhưng tôi vẫn làm là bởi vì tôi yêu cái bài hát này, đơn giản chỉ có vậy thôi. Và yêu bài hát này qua tiếng hát của Mỹ Linh.
Cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Đúng là cái này là một điều mà mình phải học hỏi từ một nghệ sĩ đi trước ấy. Là có, ở đây là bài học rút ra là gì? Là khi mình yêu á thì mình cứ dấn tới thôi, cô nhỉ? Cô Khánh Ly nói thế thì chắc là chị Mỹ Linh sẽ áp lực hơn nữa, tại vì có những bài hát của cô rất là đang lo lắm, đang ngồi đây lo kinh khủng này. Bởi vì là những bài hát của cô Khánh Ly á, là khi mình hát đâu phải chỉ có mình cô Ly nhận xét đâu, là toàn bộ mọi người, không em à, tất cả công chúng, tức là như là hát trước hàng triệu ban giám khảo ấy, là lo lắm. Tại vì thế này, khi em hát sẽ có người yêu em và sẽ có người không yêu em, trong đời sống cũng vậy. Cho nên mình cảm ơn những ai yêu mình và mình cảm ơn cả những người đã không yêu mình. Bởi vì đó là cuộc đời, làm sao mình có thể bắt tất cả mọi người phải yêu mình, phải khen mình đẹp, phải khen mình hay. Cho nên em cứ hát, bây giờ mình cứ hát những bài mà mình yêu, phải không em? Nhưng tiện đang nói về những bài hát mà mình yêu, lúc nãy ý cô nói là cô rất yêu Tóc Gió Thui Bay, một ca khúc mà nhạc sĩ Trần Tiến đã sáng tác năm 1993 cho bộ phim cùng tên. Thì Hà Trinh cũng tự vấn là tình cảm của nhạc sĩ Trần Tiến dành cho cô Khánh Ly như thế nào, để mà khi gần gặp lại lần nhất này, nhạc sĩ Trần Tiến đã rơi nước mắt khi mà đệm đàn cho cô hát, trong khi người ta vẫn biết nhạc sĩ Trần Tiến nói rằng sẽ không bao giờ đệm đàn cho ai hát ngoài chính mình và cũng không hát nhà của ai ngoài mình. Điều này có thật không cô? Những điều ông Trần Tiến nói thì chắc chắn là có thật, thì ông mới nói. Sở dĩ mà ông đàn và ông xúc cảm khi ông đàn và ông hát với Khánh Ly đó, thì tôi nghĩ là chắc là vì ông nghĩ đến ông Trịnh Công Sơn nhiều hơn. Nhìn thấy tôi thì nhiều người nghĩ tới ông Trịnh Công Sơn lắm, bởi vì bây giờ ông Sơn đã đi xa chúng ta rồi. Có lẽ là họ nhìn thấy tôi thì họ phải nghĩ tới ông Trịnh Công Sơn thôi. Ông Trần Tiến xúc động là bởi vì ông thấy tôi mà ông không thấy còn thấy ông Sơn nữa. Đó là cái tình bạn mà tôi không ngờ có được giữa ông Trần Tiến và ông Trịnh Công Sơn. Tôi không bao giờ tôi hình dung ra được có một cái tình bạn nó hay đến như thế, nó lạ lùng. Em thấy một người thì vạm vỡ, ăn nói mạnh bạo đó, còn ông Sơn thì ngược lại. Lúc nào cũng ít nói, thâm trầm, nhỏ nhẹ. Vậy mà hai người đó lại kết bạn, lại phải chảy nước mắt vì nhau. Cái điều đó rất là lạ, phải không em? Qua lời kể của cô Khánh Ly thì mọi người mới dần nhận ra có nhiều câu chuyện, có nhiều sự thâm sâu trong một bài hát và một khoảnh khắc mà chúng ta phải ở trong không gian đó mới có thể hiểu được trọn vẹn. Vậy thì tiếp tục dòng âm nhạc này, cô Khánh Ly sẽ chọn bài nào để tiếp tục đổi hit cùng Diva Mỹ Linh ạ? Tôi thường hay nghĩ đến và trân trọng những mối tình chung thủy đặc biệt của các ca nhạc sĩ. Đối với tôi, sự chung thủy có lẽ là cái điều quan trọng trong đời sống. Và tình yêu đẹp nhờ sự chung thủy. Tôi yêu cái bài hát Giọt Nắng Bên Thềm, mặc dù cũng không phải là một bài mà tôi có thể hát được, nhưng mà cũng chỉ vì yêu. Cho nên Mỹ Linh và em nghe, nếu mà cảm thấy là không hay thì xin cũng đừng chê và cũng nhắm mắt nghe cho qua. Tại vì bài hát này cho mình thấy rõ cái tình yêu của một người dành cho một người. Khi mà cô nói vậy là nó đã hay một nửa rồi, làm sao mà không hay được hả cô? Cái gì một nửa thì nó không có trọn vẹn. Có một nửa nữa đây, có mời cô lên sân khấu. Vâng, xin mời danh ca Khánh Ly. Giọt nắng bên khuôn, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Qua tiếng hát của cô Khánh Ly, giọt nắng bên thềm sẽ là những dòng tư lự tình tử tiếp theo mà chương trình muốn dành tặng cho quý vị trong phần đổi hit. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi dưới bên thềm, bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi, sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người, bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời đã vội lãng quên, bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên, bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên, trả lại cho tôi, trả lại cho em cả về hư không, giọt nắng bên thềm. Chương trình xin cảm ơn một không gian âm nhạc rất dạt dào, hư không nhưng mà cũng rất là ngọt ngào, đầy hoài niệm mà cô Khánh Ly đã mang lại trong ca khúc này. Chị Mỹ Linh ơi, giọt nắng bên thềm là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng và ca khúc này cũng đã gắn liền với rất là nhiều những thời gian mà mọi người mở tivi lên lại nghe bài hát này của chị Mỹ Linh. Thì chị có một ký ức đặc biệt nào về ca khúc này không? Vào cái thời mà bài hát này đang rất là thịnh hành thì bài hát này cũng không phải là một bài hit của Mỹ Linh, mà là nó thuộc về công chúng. Ai cũng yêu ca khúc này, rất là nhiều ca sĩ hát. Và một trong những giọng ca rất là ấn tượng với Mỹ Linh với ca khúc này là ca sĩ Thanh Lam, hát vào những cái thập niên 90. Và hôm nay thì một lần nữa Mỹ Linh lại được nghe lại ca khúc này qua cái phiên bản của cô Khánh Ly, có cái phần đọc á, nó rất là cảm xúc cơ.
khi mà mình có thể nghe được rút ruột rút gan một cái phần lời của nhạc sĩ Thanh Tùng rất tha thiết, rất là sâu sắc, với cái giọng trầm đặc biệt hiếm có, không có có một không hai của cô Khánh Ly á, mình thấy là đây là một phiên bản rất là khác. Mình không thể dùng cái từ là hay mà phải dùng một cái từ là đặc biệt. Nhưng mà ngày hôm nay á, khi mà nhân tiện mà phải nói đến cái phần guitar ấy, thì cũng phải dành cái sự lời khen họ. Chị không dám khen nhá, vì những cái người mà ở trình độ này khen họ không được, mình không đủ tầm để khen những người này, mà là mình phải dành một cái sự trân trọng và có thể dùng từ ngưỡng mộ đối với cái phần guitar soạn của Dương Cầm và San Trịnh. Bởi vì là nó làm cho cái bài hát của cô Khánh Ly á, nó có cái sự đối lập á. Khi là một giọng hát gạo cội, trầm, sâu lắng, những cái phần guitar nó réo rắt và các cái hòa âm nó rất là mới. Và cái kiểu hòa âm nó rất là đương đại á. Thế mà nó lại hòa hợp với cả cái phần biểu diễn của cô Ly vô cùng luôn. San mà hát với cô là phải là như là bà cháu đệm cho bà. Thế mà rất là hòa hợp, rất là hay. Đấy, nên là hôm nay đúng là giao lộ thời gian thật. Không chỉ có các ca sĩ gặp gỡ, giao lưu giữa cái khoảng thời gian khác nhau, mà là những cái quãng thời gian đến các cháu nữa. Nó rất là tuyệt vời. Hôm nay San đệm đàn rất là hay. Hy vọng là lát nữa với phần trình diễn của Diva Mỹ Linh cùng với phần tôi đang run lắm ấy, đang ngồi rất là camerun. Nhưng mà thực ra thì lại quay lại cái câu hỏi của Trinh á, là hỏi về nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Thì đấy, nói về các cái bài hit quốc dân. Thế nhưng mà những ngày xưa ấy, thì là chú Thanh Tùng là khi viết ấy, là nhiều ca sĩ hát lắm. Ví dụ cụ Giọt Nắng Bên Thềm là Mỹ Linh cũng hát, Hồng Nhung cũng hát, rồi chị Thanh Lam cũng hát, rồi hình như có cả chị Thu Hà, rồi những ca sĩ lớn hơn cũng hát nữa. Thành ra là những cái bài hát ngày xưa là nhiều người hát, chứ nó không phải là sáng tác như bây giờ là các ca sĩ là đặt bài độc quyền, hoặc là người nhạc sĩ để Donny đóng giày cho cái giọng ca này. Thế thì có lẽ là cái thời mà Donny đóng giày cho giọng ca thì của một ca sĩ nào đó thì chắc là từ phải từ thời cô Ly. Yeah. Đúng không ạ? Là những cái bài hát của cô. Đến mãi về sau này mới lại trở lại cái phong trào là nhạc sĩ viết riêng cho ca sĩ. Chứ còn ở cái thời của nhạc sĩ Thanh Tùng ấy là chúng tôi hát lẫn bài của nhau nhiều lắm. Nên là nhiều khi khán giả mà nghe không quen lại nghe người này tưởng người kia hát. Có nghĩa là thời đó, ví dụ như là nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là sẽ nghĩ ngay đến nữ hoàng trên đất Khánh Ly. Dạ. Yeah. Không có đâu. Em đừng nghĩ như vậy. Chính em cũng nghĩ như thế. Nhạc Trịnh Công Sơn nhiều người hát lắm. Mỹ Linh công nhận không? Không, nhưng thời của cô là có cô hát là chính đó. Mọi người nhớ cô nhất. Không phải em. Tại vì cái thời của Khánh Ly rất ít ca sĩ. Đếm trên 10 đầu ngón tay gần như là chỉ có, hình như là có 10, trên dưới 10 ca sĩ thôi. Không có nhiều đâu. Cho nên cái thời đó đó, cái sinh hoạt văn nghệ nó không có rộng rãi như bây giờ. Bây giờ đó thì nhiều người, và tôi thấy là người nào cũng hát nhạc Trịnh Công Sơn ấy. Nguyên cả một chương trình, một vài bài có, cả một chương trình. Mà tôi thấy người nào hát cũng hay cả. Mỗi người hát một cái kiểu khác nhau. Như là Mỹ Linh thấy đó, Giọt Nắng Bên Thềm bây giờ hát khác. Thì những người hát nhạc Trịnh Công Sơn bây giờ cũng vậy. Mỗi người hát, họ hát theo cái cảm ứng của họ. Theo tôi thấy đó, người nào hát cũng hay cả. Bởi vì phải yêu bài hát đó lắm thì người ta mới hát. Không vì bất cứ một lý do gì ngoài cái chuyện yêu. Thấy không? Dạ, nếu mà cô Khánh Ly đã nói như thế thì chị Mỹ Linh sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Bởi vì ngay bây giờ chị sẽ thể hiện một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và ca khúc đó chắc chắn cũng đã gắn liền với tên tuổi của cô Khánh Ly. Chị đã sẵn sàng chưa ạ? Mình sẽ gọi là mạo muội hát trước mặt hit nghe của danh ca. Mỹ Linh phải hát bài này, bởi vì khi hát bài này mình sẽ thấy được là nắng đi vào trong mắt của em. Vì em có đôi mắt rất là đẹp. Dạ, cháu sẽ hát Nắng Thủy Tinh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá là nắng thủy tinh đẹp như thế nào mà được ví như là màu mắt em. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Diva Mỹ Linh.
mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm, rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho buồn vào tóc em, bàn tay xanh xao đón yêu phiền, ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân lặng ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây trượt lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thuy tình vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua một bài hát tuyệt đẹp từ ca sĩ Mỹ Linh. Không biết cô Khánh Ly nghĩ như thế nào về phần đổi hit vừa rồi ạ? Nhưng mình đã nói đó, mỗi người hát tùy theo cái cảm xúc của mình, cho nên không nhất thiết phải hát như là nguyên bản của bài hát như vậy. Em cứ thay đổi, em cứ đổi mới, bởi vì có nhiều cái cần phải đổi mới để theo kịp. Với có biết không, những cái bài hát vừa rồi bây giờ tự nhỏ nữa, bọn sinh năm 2000 nên nó còn hát khác nữa cơ cô ạ. Phải như vậy mới được em, tại vì mình già đừng có bắt tất cả mọi người già theo mình, để cho mọi người phát triển đi, làm theo cái ý thích của họ. Như là ban nhạc, một ban nhạc rất là trẻ, nếu bây giờ bắt phải đàn theo cái kiểu mà 78, 80 tuổi như là cô thì cái đó không có nên đâu. Để cho mọi người, em cứ hát như em thích hát, em hát kiểu nào cũng
cũng hay cả. Bởi vì bài hát nó vốn đã hay rồi. Vâng, đúng ạ. Bài hát vốn nó đã rất là tuyệt vời. Đây có phải là lần đầu tiên chị Mỹ Linh hát bài hát này trên sân khấu không ạ? Bài Nắng Thủy Tinh. À, ngày xưa thuở còn nhỏ, mình đi hát ở các cái phòng trà nhỏ hoặc các cái quán á, là không thể nào mà không hát nhạc Trịnh được. Ai cũng sẽ yêu cầu các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và đặc biệt là những bài hát hit của nữ danh ca Khánh Ly. Thế nên là những bài hát như Nắng Thủy Tinh là mình đã hát qua rồi. Nhưng mà đến bây giờ chắc là cũng khoảng được vài chục năm, khi mà mình hát lại cái khúc này một cách chính thống và đặc biệt trước mặt cô Khánh Ly, mọi người cũng đã gắn liền với ca khúc Nắng Thủy Tinh, cảm xúc của mình nó có khác cái thuở đôi mươi không ạ? Những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất là cảm động, lời rất là hay và sâu sắc, phần nhạc rất là giản dị, và nó không dễ hát. Nó rất là giản dị nhưng nó không dễ hát. Thành ra là mỗi người sẽ phải tìm ra một cái cách riêng để hát những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mình hát những bài hát này mà run lắm. Tại vì là thực ra đó không phải là những bài hát mà mình thường hát. Nên là cũng có những cái lo lắng chứ. Và cuối cùng thì cũng đã gọi là hoàn thành được bài học nhờ cô nhỉ. Làm xong bài kiểm tra. Chưa đâu chị ơi, còn bài kiểm tra kế tiếp cơ mà. Nhạc sĩ Dương Cầm hình như còn chuẩn bị thêm một bài nữa để thử thách. Cũng rất là lãng mạn bồng bềnh và cũng rất là khó để xử lý. Nhìn những mùa thu đi, chị đã sẵn sàng chưa? Dạ, vâng. Thank you.
giao lộ thời gian rất là hạnh phúc khi mà chị Mỹ Linh và cả danh ca Khánh Ly nhận lời để tham gia chương trình, đặc biệt là trong phần đổi hit vừa rồi. Sau khi đã xong thử thách rồi, chị Mỹ Linh cảm thấy như thế nào? Thở phào ở đây là mình đã vừa vượt qua chính mình, hay là mình đã vừa thể nghiệm được một không gian hoàn toàn mới mà mình cũng chưa bước qua vùng an toàn bao giờ? Cả hai. Rồi vượt qua chính mình là bởi vì là thực ra là mình rất là ít hát nhạc Trịnh, là bởi vì là mọi người sẽ cầm một cái điện thoại ở dưới và nhìn lời để xem là ca sĩ hát có đúng không, là riêng cái áp lực đấy là luôn luôn là phải cần phải vượt qua chính mình rồi. Thế cái vượt qua thứ hai á là ở đây là có một người gạo cội ngồi đây, nhưng lại có những người trẻ trung mà cũng hát những bài hát vừa rồi rất là hay, và vừa rồi là thành gọi là xu hướng ở nghe lại nhạc Trịnh Công Sơn của các bạn trẻ á. Mà cụ thể là con gái của mình vừa hát Nhìn Những Mùa Thu Đi. Thế nên là bây giờ là vượt trên vượt dưới, là vượt qua chính mình, là vừa rồi là rất là căng thẳng, nhưng mà cuối cùng là đã hoàn thành được nhiệm vụ. Mình xin nhắc lại cái phần của cô Ly hồi nãy nói đấy. Cô bảo là mình cứ hát vì mình yêu, mình cứ hát vì mình ở đây là vừa yêu là lại vừa là phải yêu ấy hả cô ạ? Tại vì là trong cái chương trình là cái yêu cầu là các ca nghệ sĩ phải đổi hit cho nhau. Cháu nghĩ là chắc là cô hát bài của con chắc cô cũng lo. Con nghĩ chắc trong lòng cô thế nào cũng phải lo chứ. Thế con hát trong bài cô còn lo hơn nhiều. Lo rất là lo. Thế nhưng mà bởi vì một bài hát ấy, khi mà mình hát rất là nhiều rồi thì mình sẽ tìm ra được cái cách lựa thế nào cô nhỉ? Là cái cổ họng mình nó thế nào, cái giọng nó làm sao, cái cảm xúc mình nó lấy hơi thế nào để cho nó mình thuộc rồi. Thế đây là một bài lạ quá. Lạ là lạ với mình ấy. Khi mà mình không quen hát nó nhiều thì nó sẽ căng thẳng hơn. Nhưng mà dù sao tụi trẻ á, nó hát những bài người lớn nó không có áp lực như là kiểu chung chung như này. Tại vì là khi mà các bạn trẻ các bạn hát ấy, mà các bạn có nhận được lời khen hay tiếng chê đối với các bạn nó không có quan trọng, bởi vì nó cũng chả phải bài của các bạn. Các bạn hát nó như một cuộc dạo chơi thôi, hát cho nó vui. Mọi người nghe thì nghe, còn mọi người không nghe tôi hát việc khác. Thế nhưng mà với mình thì là mình dành một cái sự ngưỡng mộ đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng như là với danh ca Khánh Ly, thế nên là nó có cái áp lực ấy. Bài hát của Mỹ Anh được cover lại và trên mạng xã hội thì rất là yêu thích, không biết là danh ca Khánh Ly đã nghe bài hát này chưa? Có nghe rồi, có theo dõi những cái sinh hoạt của cháu ở nhà. Thật ra đó thì thấy đám nhỏ đó nó hoạt động như vậy mình mừng lắm. Mừng vì cái thời của mình đó, mình không có điều kiện để mình làm được những cái điều như là các cháu bây giờ. Bây giờ ngồi nghĩ lại đó, nghe Mỹ Linh hát Nắng Thủy Tinh, Nhìn Những Mùa Thu Đi, tự nhiên tôi nghĩ lại, hai bài hát này 50 năm trước mình đã hát. 50 năm là một nửa thế kỷ đó. Thật là lạ lùng. Không bao giờ mình nghĩ thời gian đi nhanh đến như thế. Đến một cái lúc giật mình, tất cả trở thành kỷ niệm. Thì ra mình được yêu, mình còn được yêu đó, bởi vì mình đã là kỷ niệm. Cũng như là bây giờ nghe Mỹ Linh hát lại, tự nhiên mình nhớ tới cái thời 50 năm trước khi mình hát hai bài này. Thì có lẽ là những người đi nghe mình hát bây giờ, người ta cũng sẽ nghĩ đến cái khoảng thời gian. Nắng Thủy Tinh, Nhìn Những Mùa Thu Đi, những bài hát được viết cho một cái lứa tuổi rất là trẻ, mới biết yêu, mới vào đời. Và bây giờ tất cả đã là kỷ niệm. Mình cũng là một kỷ niệm của một lứa tuổi nào đó. Có buồn không? Không, không buồn. Đấy là một cái niềm hạnh phúc lớn chứ cô. Khi mà cháu nghĩ là cái điều mà cô Khánh Ly vừa nói á, nó rất là đúng. Bởi vì các bài hát á, nó tải một trời kỷ niệm. Em không biết là có bao giờ em ngồi ở một chỗ nào đó hoặc là ở một cái không gian nào đó, tự dưng em nghe một cái ca khúc nào đó, chỉ một câu vang lên,
tự nhiên tất cả những cái gì một cái khoảng thời gian nó rất quan trọng của em nào đó tự nhiên nó ùa về, nó trở về một cách nguyên vẹn và đầy đủ cả mọi cảm xúc như là mình đang sống ở cái khúc ấy. Thì là những cái bài hát nó và âm nhạc ấy, nó có một cái điều tuyệt diệu như thế, đúng là nó trở kỷ niệm. Nên là cháu không nghĩ là buồn nếu như mình đã được may mắn để trở thành một kỷ niệm của một ai đó, thì nó chả đáng quý lắm sao. Rất là tuyệt vời chứ cô. Quả là những suy niệm rất đáng trân trọng và đầy sâu sắc. Và để cho sân chơi ngày hôm nay có thêm thật nhiều những kỷ niệm tươi mới và đáng nhớ, Hà Trinh xin phép mời danh ca Khánh Ly và diva Mỹ Linh sẽ cùng tham gia một trò chơi của chương trình. Ví dụ bây giờ tụi em sẽ chạy một lời bài hát, có thể quen thuộc, có thể là xa lạ. Nhưng mà nếu như chúng ta cảm thấy bài hát này không liên quan gì đến ký ức của mình, kỷ niệm của mình, mình có thể tạo ra ký ức mới bằng cách là mình sáng tác giai điệu cho chính lời bài hát mà mình không quen thuộc đó. Xin mời lời bài hát đầu tiên. Mọi người có nhận ra đây là ca khúc nào không? Cô Khánh Ly cười, có nghĩa là đây là bài của cô Khánh Ly rồi. Thì chị Mỹ Linh không biết là thử thách này dành cho mình thì mình có sẵn sàng sáng tác hoặc là hát lại giai điệu quen thuộc không? Bài này là bài Ướt Mi phải không cô? Xin mời anh Dương Cầm, anh đệm thử một đoạn nhạc để cho chị Mỹ Linh thử ứng tác nha. Một ước mi mới rất Mỹ Linh. Những đêm khuya lạnh ướt mi, ai còn nhìn mưa mãi rớt trên dòng thêm lạnh lùng. Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông. Wow. Ủa, bài này có liên quan gì đến bài mà cô định hát không ạ, cô Khánh Ly? Không ạ. Thế giai điệu gốc của bài hát Ước Mi như thế nào ạ? Mỹ Linh biết mà. Bài mẹ con chỉ thuộc mỗi câu đầu thôi. Những đêm khuya lạnh ướt mi, ai còn buồn, ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông chứ phải bên dòng. Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng. Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông. Thú vị không chị? Vậy là cô thắng rồi. Này không có thắng hay thua, mình đang thử tạo kỷ niệm mới cho một ca khúc vốn đã. Thế thôi chả thi nữa, thi rồi phải có giải. Thôi bây giờ thì mình qua bài tiếp theo để thử thách. Nhưng bây giờ chị là sẽ là người hỗ trợ nha. Ồ, Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu. Chị Mỹ Linh quen thuộc với bài này nè, nhưng mà chị không được nhắc nha. Cô cứ sáng tác đi cô ạ. Không, Mỹ Linh đi. Ai cũng biết là cô dốt mà. Trời ơi, cô lại nói vậy nữa. Cô cứ mở lòng ra, cô thử thả nốt nhạc vào trong 4 câu thơ này chẳng hạn. Nhớ ra giai điệu cô có thể đọc giống như bài lúc nãy. Lúc nãy cô... cô thấy thú vị lắm nha. Đó. Vào rừng trúc mai, véo von con sáo sậu. Ta khóc ròng một câu, đâu người ta yêu dấu. Bài này đến chị còn không hát được nữa là sao? Cô Ly, cô đã vào ngang xương, cái này là khó ấy cô. Chị hát giữa bài sắp chị vô khúc này cũng được. Lên đỉnh núi cao cách trời 3 thước, xuống đây thung sâu thăm thẳm sông dài. Vào rừng trúc áo phôn con sáo sậu, ta khóc dòng một câu, đau người ta yêu sao. Bảo vào ngang xương ấy thì con chả vào đâu cô ạ. Xin mời ba tổ chức trình cho em thêm một thử thách nữa đi. Bài này của cô Khánh Ly phải không ạ? Đâu có bài nào của cô đâu. Bài này cô hát đúng không? Bài này của ông chị Công Sơn. Dạ. Bài này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vậy thì chắc chắn là thử thách dành cho chị Mỹ Linh nữa. Bài này nhiều người biết mà. Một lần yêu thương một đời bão nổi, dã từ chiều mưa giông tới. Em ơi em ơi, ừ thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ em vui, đôi bàn chân môi,
bây giờ em vui. Hai bàn tay gì hả cô? Đấy, cái đoạn này thách thức đấy, hồi nãy con nói đó. Cô ơi, bài cuối cùng cho một tình yêu này chắc cũng gắn liền với nhiều kỷ niệm của mình đúng không cô? Cái bài này đó, em biết cái chuyện, em biết câu chuyện bài này chưa? Đây là một bài thơ rất là ngắn của ông Trịnh Cung. Theo như ông Sơn kể đó, thì hai ông có một lần ở trong nhà, thì nửa đêm đang ngủ đó, thì ông Trịnh Công Sơn tự nhiên tỉnh dậy, thì thấy ông Trịnh Cung ngồi và đang đốt thư tình. Ông Trịnh Công Sơn nó mới giữ lại được một mẩu giấy, đó là bài này, bài cuối cùng cho một tình yêu, thấy không? Đó là cái bài thơ duy nhất của ông Trịnh Cung mà ông Trịnh Công Sơn còn giữ lại được. Sau này đó thì ông Trịnh Cung ông nói là ông không phải là ông yêu cái cô đó, nhưng mà thật ra thì chuyện tình yêu của ông Trịnh Cung với ai đó đó thì mình không biết, và chính ông Trịnh Công Sơn cũng không nói. Bài này nhiều người hát, nhưng mà Mỹ Linh biết người nào hát bài nào hay nhất không? Tại vì cháu nghe không nghe được đủ hết tất cả mọi người hát nên không dám nói. Ông Trịnh Công Sơn. À, cháu đã từng nghe ông Trịnh Công Sơn hát bài này rồi. Hát rất là tình cảm, mà giọng hiền hiền, kiểu giọng Huế nhỏ nhỏ, mỏng mảnh mảnh á. Ông Trịnh Công Sơn hát nhiều bài rất là hay, như là Mưa Hồng, Tiến Thoái Lưỡng Nan. Và ông Trịnh Công Sơn cũng tự nhận ông là người hát hay nhất nhạc của ông. Và có lẽ đây sẽ là lúc chúng ta trả lại nguyên vẹn ký ức đó, hương vị của bài hát đó, với những màu sắc âm thanh, với những cảm xúc mà chúng ta đã từng trải qua, cùng với Hít Vượt Thời Gian. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng danh ca Khánh Ly và diva Mỹ Linh trọn vẹn thưởng thức những ca khúc này. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóc lênh đênh. Gió sẽ mừng về tóc em bay trong mây hờn, ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Đón từng bàn chân em qua, lá hát từng bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt xuống thành hồ nước long lanh.
ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Sau đây, xin mời tất cả quý vị anh chị nghe như một lời chia tay. Thời gian ngày hôm nay đã đi đến gần hồi kết. Còn hai ca khúc đặc biệt của ca sĩ Mỹ Linh vẫn còn đang chờ đợi. Và những ca khúc này chắc chắn cũng mang lại rất nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả, đặc biệt là người phối mới là nhạc sĩ Dương Cầm. Anh Dương Cầm ơi, Như Cánh Vạt Bay và Như Một Lời Chia Tay đều là những lời ví von, những ẩn dụ nhưng đầy hình ảnh về một cuộc nhân sinh. Riêng anh thì khi phối lại những bài này có làm anh áp lực hay không? Đây không phải là lần đầu tiên Dương Cầm được làm việc cùng với cô Khánh Ly.
cách đây cũng khoảng chừng 7-8 năm thì Dương Cầm đã từng được là trong vai trò làm giám đốc âm nhạc trong một live show riêng của ca sĩ Khánh Ly tại Cung Việt Show rồi Trung tâm Quốc gia. Từ lúc đó mình đã được làm với cô rồi và mình cũng đã hiểu. Mình trên một cái chặng đường khi mà mình làm thì mình sẽ phải tìm hiểu cái người nghệ sĩ của mình. Và ngày hôm nay khi trở lại thì mình cảm thấy rất là tự tin khi với những cái bài hát mà đã rất là quen thuộc với cô Khánh Ly và mình sẽ phải làm gì. Đương nhiên với giọng hát rất là mộc mạc như một cái lối kể chuyện của cô Khánh Ly thì những cái bản phối, bản hòa âm của mình cũng phải nó rất là đơn giản thôi. Nó làm sao mà dẫn dắt được cái cảm xúc là chính. Nó không quá hoa mỹ, không quá học thuật, nhưng mà cái nó phải làm sao để hòa quyện giữa những cái hòa âm, những cái nốt nhạc cùng với cái giọng hát của cô để cùng kể nên một câu chuyện. Đó là cái cách mà Dương Cầm cùng với anh em ban nhạc đang cố gắng để làm. Cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm cùng các anh em. Thưa nhạc sĩ Dương Cầm và quý vị khán giả, chắc chắn là cái yếu tố hiểu và cách kể chuyện mộc mạc dựa trên sự thông hiểu đó làm cho câu chuyện trở nên gần gũi và đi thẳng vào trái tim của người nghe. Chính vì vậy mà danh ca Khánh Ly đã luôn là một hình ảnh quen thuộc gắn liền với hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thưa cô Khánh Ly, khi mà nhắc đến khi cánh một bài hát mà rất quen thuộc như là bài Như Cánh Vạc Bay thì có gợi cho cô ký ức gì về hình ảnh khi mà mình nhận bài hát này đầu tiên từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Thật ra thì lúc đó tôi còn rất nhỏ. Tôi không hiểu lắm về ý nghĩa của bài hát, mà cũng không hiểu tại sao ông Trịnh Công Sơn lại giao cái bài hát cho mình. Hay là tại vì lúc đó chỉ có một mình tôi là cái người ở bên cạnh ông và đi hát với ông. Nhưng mà tôi chỉ biết đó là ông đã kể lại một chuyện tình rất là đẹp của ông. Của ông với một người khác, không phải với tôi. Thì đối với tôi, cuộc tình nào đẹp cũng làm gây cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu khi mà kể lại cái câu chuyện, cái tình yêu. Cho đến bây giờ, một nửa thế kỷ đã đi qua rồi, hát lại bài hát này, tôi tự cảm thấy là mình mang ơn rất nhiều. Mang ơn cả cái người con gái đã đi cùng với ông Trịnh Công Sơn trong cái buổi chiều Như Cánh Vạc Bay đó. Tức là khi người con gái đó bước qua suối, có bên suối, thì cô khẽ vén cái tà áo lên để chân trần đi qua suối. Thì ông Trịnh Công Sơn đại khái là tựa ở dưới gốc cây và nhìn theo cái bóng người con gái đó. Đó là những gì ông kể lại cho mình nghe thôi. 50 năm đi qua, bây giờ hát lại bài hát đó, nhớ tới những người đã cho mình cái bài hát đó, lòng thật là cảm kích. Cảm kích ban nhạc, em bé Dương Cầm. Nhớ lại, nhớ ai Mỹ Linh biết không? Nhớ chị Lệ Thu. Đây là một bài mà tôi rất hay hát với chị Lệ Thu. Bây giờ thì tôi ở đây, tôi ngồi đây, và chị Lệ Thu lại trở thành kỷ niệm của chúng ta. Chắc chắn một điều là chị Lệ Thu và anh Trịnh Công Sơn đã gặp nhau. Xin cảm ơn những câu chuyện kể. Mà nếu như mà không nghe hết tất cả câu chuyện, chúng ta vẫn giữ cái hình ảnh của riêng mình là một nàng thơ nào đó. Mỗi người đều có những ký ức đẹp của riêng mình để đi vào thơ, vào nhạc. Những riêng danh ca Khánh Ly đã bao giờ đi vào trong nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chứ? Có bài hát nào đặc biệt mà viết riêng cho danh ca Khánh Ly không ạ? Thường thì các nhạc sĩ ít khi nào mà tự tay viết là tôi làm bài này cho ai, ít lắm. Có thể là sau này khi mà cái người in nhạc, in sách nhạc, người ta tự thêm vào cũng có. Tôi không nghĩ là ông Sơn ông làm một bài nào cho tôi đâu. Hình như có một bài, nhưng mà lúc đó là ông nghe tin là tôi chết, thì ông viết một bài. Nhưng mà sau đó thì ông biết là tôi không chết, cho nên ông cất cái bài đó đi. Đến năm 92 gặp lại, ông mới đưa cho tôi bài hát đó. Đó là bài Rơi Lệ Du Người. Đối với tôi đó là bài duy nhất mà ông Trịnh Công Sơn nói là viết
vì tôi. Còn ngoài ra không bao giờ tôi hỏi, mà cũng không bao giờ ông nói là ông viết bài này cho ai, cho ai. Cái đó không có. Thành ra tôi chỉ biết có như thế thôi. Dạ, xin cảm ơn cô. Cô Mai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và chị Mỹ Linh thì chắc chắn cũng có nhiều hồi ức đẹp về những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình. Chị có thể chia sẻ trong đoạn Hít Vượt Thời Gian này những ca khúc mà chị chuẩn bị gửi tặng đến quý vị khán giả không? Tôi thì là nằm trong cái con số ít những người mà may mắn là như cô Mai có nói là nhạc sĩ khi họ viết bài á, thì họ không nói là viết cho người này người kia. Nhưng tôi may quá lại có cái anh kia, anh lại viết bài, anh cứ bảo là anh tặng tôi. Sau anh bảo là anh ấy đo theo giọng của tôi để anh viết. Thì nên là hôm nay thì cũng... Xong rồi cuối cùng là tôi thì có, trước khi lấy nhau thì tôi có tặng anh một cây đàn. Thế về sau là lời là được một tấm chồng. Thế sau đấy là cứ không phải trả bản quyền nữa. Vì có các người viết nhạc cho mình, xong rồi có một anh bạn nữa. Thế là hai ông đều là những người được học nhạc từ nhỏ, đào tạo bài bản, xong họ viết cho mình. Thế là xuống qua đi. Hôm nay thì tôi cũng chọn mấy bài của các anh ấy để hát trong cái buổi ngày hôm nay. Đó là một cái bản mà nhạc sĩ Dương Cầm đã trộn lại với nhau. Đó là Hương Ngọc Lan và Em Mơ Về Anh để trình diễn trong cái buổi hôm nay. Đấy là gọi là hai bài mà cũng là mọi người nghe Mỹ Linh hát rất nhiều và thuộc, đi đâu hát là mọi người cũng hát theo rất là nhiều và rất là thích cái cảm giác khi mình hát là có người ở dưới hát theo. Thế và một bài nữa là bài Chưa Vắng, là cũng là một bài như thế. Tuyệt vời quá, ngay bây giờ trong không gian của chương trình rất hân hạnh được đến với những hit vượt thời gian, đặc biệt là những ca khúc mà chị vừa kể đến. Xin mời Diva Mỹ Linh. Ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát, bao vui em ngày cuối thu, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy ai. Từ ngày nào anh mới quên em, vẫn cây ngọc lan giò bóng mát và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hái cho em đêm mai, một chút hương ngày cuối thu sẽ mang mãi yêu anh là thế, và sẽ mang mãi còn trong giấc mơ. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao với anh tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Lặng im bóng cây, lặng im góc sân chưa nắng vàng. Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoang ngát hương thơm nơi hoang dại. Em mơ về anh, rồi em mơ I'm not afraid.
mai cuốn đi. Để mãi mong quang nơi anh hẹn với. Dù em mơ thấy, thấy anh nhìn em, thì tiếng em cười và lời nói lúc anh làm em rất vui. Biết sao rất cần, rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. Anh như bài quý vị khán giả và ban nhạc rất phần chơi của ban nhạc rất là tuyệt vời. Và bài hát tiếp theo xin trân trọng gửi đến cô cũng như là đến tất cả mọi người với phần phối khí của em Dương Cầm đã làm lại ca khúc Chưa Vắng của anh Huy Tuấn. Và bây giờ Mỹ Linh xin dành tặng tất cả mọi người ca khúc này. Xa đây nắng riêng em với con đường vắng, biển ngoài kia sóng nói thầm rằng em nhớ thương anh. Hằng phi lao đứng trên bờ cát, nghe em bỗng cất lời hát và trời xanh cũng hát phố biển nơi yêu thương. Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong dù trưa nay phố biển đẹp như mơ. Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, biết anh chẳng nhiều lời anh vẫn nói. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong dù chưa đây phố biển không có anh. Vì trưa nay gió không thể nói nên cây đã cất lời, trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương. Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm, sóng nhấp nhô ngoài xa, biển chưa lấp lánh, gió không ngừng thổi, áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi. Vì trưa nay phố biển mây ngất thôi, vẫn biết mây trời bay.
Cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm, cảm ơn ban nhạc và diva Mỹ Linh. Dạ, xin mời chị sẽ tiếp tục trò chuyện cùng giao lộ thời gian nhé. Em thú thật với chị là mấy bài này em hát karaoke lắm nè. Và em thấy chị, em gặp lại chị hôm nay là ngày đầu tiên em được gặp chị ở ngoài đời thực ý. Mà em cảm thấy chị luôn luôn là gần gũi. Chắc là do nhạc của chị ở trong tiềm thức của em từ khi là một cô bé tới khi lớn lên. Nên gặp chị Mỹ Linh giống như gặp lại ký ức của chính mình. Và không hiểu sao là lời của những bài hát Hương Ngọc Lan hay là Giọt Nắng Bên Thềm và Trưa Vắng, một cô bé tầm 8, 9 tuổi hay 10 tuổi đều cảm thấy nó phù hợp với mình. Chị có nghĩ là những lời lãng mạn đó nó cũng rất tinh khôi hay không? Những bài hát này, Hương Ngọc Lan, rồi Trưa Vắng, rồi Tóc Ngắn, rồi Chuyện Tình, thì là Mỹ Linh đã ra cái đĩa của mình đến một năm sau, người ta mới bắt đầu nghe. Và cho đến bây giờ vẫn nghe, sau 20 mấy năm rồi. Thì Mỹ Linh tin là giống như hồi nãy cô Ly có nói đó, khi những cái bài hát nó là những cái câu chuyện tình, tình cảm thực sự, thì nó sẽ đọng lại, nó sẽ ở lại. Và đấy là những cái câu chuyện thực sự. Và Linh cũng rất là chia sẻ cái phần mà cô Ly nói rằng là mỗi một ca khúc ấy, cái tâm trạng của người hát ấy, và mỗi một người hát khác nhau ấy, nó lại mang một cái dáng vẻ khác nhau. Ví dụ như là cũng một cái bài ấy thôi, mình hát bài Hương Ngọc Lan ấy, như là cô Ly hát như cánh vạc bay không biết bao nhiêu lần ấy cơ nhỉ, mà trọng hát Hương Ngọc Lan, nhưng mỗi một lần nó là có cảm xúc khác. Cái lần đầu thuở mới yêu nhau á, nó là Hương Ngọc Lan khác. Đến khi mình làm mẹ, nó lại là Hương Ngọc Lan khác. Đến khi mình con nó lớn, nó trưởng thành, nó bay đi cả, còn lại có hai đứa lớn lớn tuổi ở nhà ăn cơm với nhau, nó lại là một Hương Ngọc Lan khác nữa. Mình vẫn hát cái bài ấy, nhưng cái tâm thế của mình nó đã khác rồi. Cái thần, cái suy nghĩ của mình, cái góc nhìn của mình về cuộc sống nó đã rất khác. Nó đã thay đổi rất là nhiều. Nên là khi mà con người mình nó trưởng thành dần lên, nó chín lên, thì cái bài hát nó cũng khác. Thế nên là đấy là cái hay của cái việc mà tự mình cái gọi là tụi mình nhá, cho cô trẻ nhá. Là cô cháu làm cái nghề này đấy vì là được trẻ mãi. Hồi nãy cháu nhìn thấy cô ở trên sân khấu ấy, xong rồi cháu cứ ngắm cô ấy, là cô hát cái bài như cánh vạc bay với lại Như Một Lời Chia Tay, cháu xúc động lắm nhá. Cô biết vì sao? Bởi vì là cô đẹp lắm. Cô đẹp lắm. Cô đẹp, cái đẹp này không phải là đẹp của một người phụ nữ đẹp theo cái cách người ta hay khen nhau, mà cái đẹp của một sự từng trải, cái đẹp của một người hiểu biết, cái đẹp của một người sâu sắc và có rất là nhiều cái trong người ta có nhiều thứ lắm. Thế nên là nó là cái vẻ đẹp ấy. Và cháu cứ mộng nghĩ là tại sao một cái người phụ nữ gần 80 tuổi mà lại hát như này, mà lại đẹp như này, mà ra sân khấu một cái là cái thần thái, mọi thứ là ta trở về của cô. Và người ta không còn quan tâm đến chuyện là cô trẻ hay cô già, hay cô hát, hay là cô không hát, hay cô nói chuyện, hay là như thế nào. Mà tất cả là một cái vẻ đẹp mà nó cứ tỏa ra xung quanh và nó cứ hút mọi người lại á. Và cái đấy là một cái mà cháu nghĩ là chỉ những cái người nghệ sĩ rất là lớn và người ta càng ngày càng chín. Cái giống như là cái cốc rượu, cái rượu để càng lâu nó càng nồng ấy, thì mình không phải là người uống rượu giỏi, nhưng thôi mình cứ ví thế cho nó nồng nàn đúng không? Đúng rồi, nó đậm đà, thì ở cô Ly là một cái vẻ đẹp ấy, từ cách cô mặc cái áo dài này, cô đeo cái kiềng này, cái tóc này, nói chuyện, cái thần thái, cất lên cái tiếng hát, rồi cách cô khen ngợi các cái em trẻ, tất cả mọi thứ tổng thể á, nó rất là đẹp, nó rất là đẹp, và cháu rất là yêu cái đấy. Đừng có khen nhiều thế. Không phải, đây không có khen, đây là đang nói thật. Ai mà sống với cháu lâu là biết là cháu không biết khen, cháu sẽ nói thật. Còn nếu mà không thì cháu sẽ không nói gì. Mỹ Linh à, Mỹ Linh có biết là cái món quà lớn nhất của chúng mình đó là gì không? Là khi đến một cái tuổi già, hoặc là không cần già, nhưng mà nhiều khi có nhiều người bỏ ngang cuộc chơi chẳng hạn, thì cái món quà quý nhất của mình là cái tình cảm, là cái lòng yêu của mọi người đối với mình. Khi mình trở về để hát ở cái tuổi này thì mình chỉ nghĩ là không phải là tại làm sao một người 78 tuổi đẹp như người 18
28. Không phải cái đẹp ấy. Làm sao một người 78 tuổi có thể hát được như một người 28? Không thể. Nhưng vẫn trở về chấp nhận và đón nhận. Chấp nhận những lời chê và đón nhận cái tình cảm mà mọi người yêu thương mình dành cho mình. Tôi biết điều đó không phải ai cũng có được. Mình may mắn lắm, Mỹ Linh à. Mình là một người rất là may mắn, cho đến tuổi này còn được các em trẻ cùng đứng sân khấu, cho đứng hát chung cho vui, và còn được đón nhận như vậy. Thì tôi nghĩ là không phải ai muốn cũng có đâu. Hóa ra tôi là một cái người may mắn, rất rất may mắn. Xin cảm ơn tất cả các em trẻ ngày hôm nay. Đó là rất là khiêm nhường. Xin cảm kích cô Khánh Ly về sự khiêm cung này. Và đây là thời khắc gần như là đã kết của chương trình. Chúng ta vẫn còn nợ quý vị khán giả một ca khúc. Nơi đó sẽ là một sự kết hợp của Diva Mỹ Linh và danh ca Khánh Ly một lần nữa. Chị nghĩ sao? Thực ra là lúc mà hai cô cháu bàn nhau là nên hát cái ca khúc gì ấy, thì có bàn với Dương Cầm. Dương Cầm định rủ là hai cô cháu hát bài Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang và thơ Phan Vũ. Thì mình có góp ý là chị nghĩ là cái bài Em ơi Hà Nội phố là chưa hợp với cô Ly. Hai cô cháu mà hát với nhau ấy, là chưa chắc đã phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng có bài này là nói một cái là Cầm bảo em cảm ơn chị ngay. Đấy là cái bài Nỗi lòng người đi. Bài hát rất là hay, tuyệt vời. Và cô lại đã từng hát rất hay. Và chị thì chưa hát, nhưng mà bài đấy là bài bố chị rất là mê hát, rất là hay hát. Và cái bài này nó là nói về Hà Nội. Nó nói về nếu mà chị có nghe ở trên đài phát thanh một lần nào đó, nói là tác giả viết bài này khi mới đúng 18 tuổi. Thế nên là nó có rất là nhiều kỷ niệm. Cô Ly sẽ tìm thấy kỷ niệm của cô ở đấy, cháu cũng sẽ tìm thấy kỷ niệm với bố cháu ở đấy. Và rất là nhiều người ở nhiều cái lứa tuổi khác nhau cũng sẽ tìm thấy kỷ niệm. Thế nên là đang định hát bài Nỗi lòng người đi. Bài này là không còn gì hợp hơn nữa rồi. Đấy. Và bây giờ không để quý vị khán giả đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát cuối cùng trong giao lộ thời gian, Nỗi lòng người đi. Xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ, khua nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ai em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tan. Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui,
trong bồi hồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước nên duyên đẹp đôi. Và diva Mỹ Linh. Thưa cô Khánh Ly, cảm ơn cô đã tham gia chương trình Giao Lộ Thời Gian. Và đây là những giây phút cuối cùng trước khi chúng ta chia tay nhạc sĩ Dương Cầm ban nhạc cùng với một sân chơi với rất nhiều những giai điệu được phối mới. Riêng diva Mỹ Linh chắc chắn là chị cũng có nhiều điều nhắn nhủ cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật và khao khát được theo con đường này. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến Giao Lộ Thời Gian và truyền hình FPT đã cho FPT Play đã cho chúng tôi hai cô cháu một cơ hội rất là tuyệt vời là được gặp nhau ở cái Giao Lộ Thời Gian này với những bản phối mới của Dương Cầm cùng với những ban nhạc gọi là Gen Z trẻ măng và làm cho những ca khúc trở nên sống lại một cách rất là xúc động trong cái buổi tối ngày hôm nay. Và xin cảm ơn vì điều đó và xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ để cô cháu chúng tôi cũng có rất là nhiều cơ hội để ở tuổi nào thì cũng được đứng trên sân khấu và được khán giả yêu thương. Cảm ơn cả em nữa. Cảm ơn Trinh rất nhiều. À đúng rồi nhở. Và gửi lời cho giới trẻ à thế này, các bạn đang sống những cái ngày tháng rất là đẹp của mình và hãy sống nó để làm sao khi nào mà bằng tuổi của chúng tôi thì có nhiều kỷ niệm để kể lại. Và cuộc sống là tổng hợp của những cái khoảnh khắc như thế. Và nếu mà mình càng có nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời như thế thì cuộc sống nó sẽ càng đầy và càng có giá trị. Phải không cô nhỉ? Có nhiều người hỏi bây giờ mình tiếc cái gì. Tôi nói thật với các bạn trẻ ở tuổi của tôi bây giờ đó, tôi tiếc rất nhiều điều. Những cái điều mà tôi tiếc nhất đó, là tôi đã bỏ lỡ cái tuổi trẻ của mình. Tôi không học được nhiều những cái hay, những cái đẹp của đời sống. Để đến bây giờ ở tuổi này tôi thật sự tiếc. Và tôi không bao giờ muốn là các em lặp lại những điều tôi đã làm, những cái lầm lỗi của tôi đã làm. Đừng đi vào con đường đó. Đừng để đến một lúc ở cái tuổi như tôi rồi người tiếc. Vì sao?
Đừng bao giờ hỏi vì sao. Xin cảm ơn danh ca Khánh Ly và diva Mỹ Linh cùng với ban nhạc và nhạc sĩ Dương Cầm. Và những bài thơ hoặc những bài ca, những bài nhạc cũng là cách để chúng ta giữ lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau để học thêm nhiều về chân thiện mỹ. Mong rằng quý vị sẽ luôn yêu mến chương trình Giao lộ thời gian do FPT Play sản xuất. Và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.